Muốn chuyện mù mẫn à? Dễ mà, lại đây mình chỉ cho nghe. Mình không hứa sẽ đạt được 100% nhưng mà chắc tầm khoảng 80 đến 90% đó. Bởi vì cơ chế mù mẫn khá là đơn giản, chỉ có hai cơ chế và nếu như các bạn nhắm thẳng vào hai cơ chế này thì chúng ta sẽ trị mụn được thôi. Mù mẫn nó sẽ liên quan đến sự tăng sinh tuyến bã và sừng hóa cổ năng long. Đối với tuyến bã của chúng ta thì nó sẽ chịu ảnh hưởng rất là lớn đối với những cái hóc môn ở trong cơ thể như là cortisol nè, androgen nè. Vì thế khi mà các bạn thức khuya nè hoặc là các bạn stress, các bạn có thấy các bạn bị tiết nhiều dầu hơn không, hoặc là khi các bạn mang thai nè, các bạn dậy thì tuyến bã của chúng ta cũng sẽ thay đổi. Còn đối với sừng hóa cổ năng long là do sự tăng sinh tế bào keratin xảy ra và nó sẽ không được bong ra như bình thường mà có xu hướng kết dính lại với nhau gây bít tắc cổ năng long. Vì thế để trị mụn mẫn thì các bạn hãy nhắm vào hai cơ chế này cho mình. Đối với việc tác động vào quá trình sừng hóa thì các bạn hãy sử dụng cho mình những sản phẩm làm bạc sừng bong vảy, tăng sinh tế bào mới như là sự kết hợp của retinoid với các nhóm axit như là AHA hoặc là BHA. Bạn nào da khỏe và muốn nhanh và mạnh thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp peel da. Còn bạn nào muốn tự chăm sóc da tại nhà bằng các sản phẩm bôi thoa thì đối với nhóm retinoid thì mình gợi ý cho các bạn như là tretinoin nè, adapalene hoặc là tajoretin. Nhưng mà mình vẫn ưu tiên sử dụng tajoretin và adapalene hơn, bởi vì tretinoin thì cần có sự kê đơn của bác sĩ và nó khá là dễ bị kích ứng. Còn đối với nhóm axit thì các bạn có thể sử dụng những loại toner hoặc là tẩy tế bào chết hóa học như là AHA khoảng 10%, BHA khoảng 2% nhé. Tiếp theo là đối với tuyến bã thì các bạn hãy cải thiện cho mình như là ngủ đủ giấc nè, hạn chế stress như là chăm đi chữa lành chẳng hạn. Còn đối với việc mang thai và dậy thì chúng ta bắt buộc phải có rồi, chúng ta đâu thể thay đổi được. Và việc sử dụng retinoid lâu dài thì nó cũng sẽ ảnh hưởng lên tuyến bã, thực tế đã chứng minh như vậy. Nếu như các bạn chọn những sản phẩm trị mụn ẩn nó đủ mạnh, nó đủ tốt thì hầu như những bạn bị mụn ẩn chúng ta không cần phải đi lấy nhân. Còn nếu như những sản phẩm của bạn nó không có đủ mạnh thì chúng ta có thể đi lấy nhân hỗ trợ cũng được. Tuy nhiên thì nó hên xui lắm, nó phụ thuộc rất nhiều vào tay nghề của người lấy nhân. Vì thế các bạn hãy chọn những nơi lấy nhân mụn thật là tốt để tránh nó bị sốc nhân mụn và kích nó lên thành mụn viêm nhé.